là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở nhà của Bim Bim nè. Lâu lắm luôn rồi á, thì mình mới ra nhà của nó chơi á các bạn. Nhà của nó sau một khoảng thời gian mà cha mình nó sửa lại cái mương á, làm lại cái ao á, thì khá là bề bộn luôn các bạn. Sình này kia nó văng vẫn còn luôn nha. Thường thường á, nếu mà ngay mùa mưa á, làm xong thì nó sẽ sạch sẽ hơn những cái đốm sình này. Sắp tới mà cha mình làm xong á, các bạn sẽ dọn dẹp lại đây thì nó rất là sạch nha. Rất tới đây thì mình sẽ có một cái view để mình quay clip cùng với lại Tiểu Dịch Dịch với lại anh chị mình nha các bạn. Hôm nay thì anh hai với chị Bằng Hiền cũng có nhà các bạn. Sáng nay cha mẹ mình cũng đi chùa luôn rồi, mình ở nhà với con Tiểu Dịch Dịch với mấy con chó khá là buồn luôn các bạn. Thì hôm nay tháng này cũng vô mùa xoài rồi các bạn ơi, không biết nhà các bạn có xoài không ta. Nhà mình thì xoài rất là nhiều luôn, sáng nay chưa có ăn gì hết trơn, có đi ra thì thấy cây xoài thấy muốn nuốt nước miếng ực ực luôn các bạn. Xoài này là xoài non nha, xoài non mà chấm muối ớt thì ăn rất là nhức nách luôn á. Thấy Bim Bim thúi Bim Bim. Ê chó chơi đi chơi, bò sữa đi về, bò sữa đi về, sữa đi về, bò sữa nó đi chơi các bạn ơi. Bò sữa, con bò sữa nó định đi ruộng chơi với con bò cụm. Bò sữa nha, đi về. Mà bò sữa la cái là nó về các bạn, nó đứng bên kia kìa đó. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ rủ con Tiểu Dịch Dịch nè đâm một chén mướp thật là siêu cay, rồi hai chị em mình sẽ chấm với xoài non đó các bạn, chắc là nhức nách luôn ha Bim ha. Thôi bây giờ mình sẽ vô nhà chuẩn bị ớt để mình đâm muối ớt nha các bạn, hãy theo chân mình ngày hôm nay cùng ăn xoài chua nha. Bò sữa hưu đón nha, đi chơi nha. Bim Bim mẹ đây nha, tao đi vô nhà tao đâm muối ớt siêu cay nha Bim Bim, rồi gã hai chị em mình sẽ thưởng thức nha Bim Bim. Ngước lên trời cao, mình thấy đây nè các bạn, đây xoài non nha các bạn, nhưng mà nó hơi cao nha, nhưng mà cũng vừa cái tầm mình ăn. Nó đang trái nữa nè, bây giờ mình sẽ đi vô nhà đâm muối ớt siêu cay nha các bạn. Thấy mà chảy nước miếng á. Bà cụ mẹ ăn ớt không? Ăn ớt không bà cụ? Nó thấy mình cầm ớt nó tưởng xúc xích tới các bạn, nó đi theo hoài à. Cụ ơi, hôm bữa nó bị chuột cắn á các bạn, giờ nó làm sẹo luôn rồi nè, thành cũng một sẹo. Đây ớt nè, đi đâm muối ớt nè. Dì sữa, mình không quan tâm nó la này các bạn. Sữa, không quan tâm nó cành anh này các bạn. Sữa, thương thương thương. Sữa 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 cành anh này các bạn. Sữa sữa hà sữa ơi. Sữa nó dễ thương lắm các bạn. Cành anh này, cành anh nó cự kìa, nó cành anh là nó cự vậy đó các bạn. Sữa lại chỉ thương nè, sữa sữa thanh thàn. Đây là mấy trái ớt đông đá của mình nè. Trời ơi Bim Bim thôi, mày tắm mưa luôn rồi hả? Sữa đừng cắn em, sữa đừng có cắn nữa, nó cành anh nó cắn rồi các bạn. Sữa sữa thấy ghét quá à. Thôi chị đi đâm muối ớt nha sữa. Then, 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 then. Đây các bạn ơi, đây là mấy trái xài của mình nè. Ở đây thì được hai trái nó thấp nha. Tiểu Bim Bim mê mê rồi, phái phái rồi các bạn. Lâu lắm luôn rồi, tính từ hồi mà mình làm YouTube á, hồi những cái clip mà các bạn biết đến mình nhiều á là những cái clip mà mình ăn xoài chua chấm ớt siêu cay á các bạn. Thì cũng khá là lâu luôn rồi hai chị em mình không có thời gian mà ăn lại với nhau, thì hôm nay mình ôn lại kỷ niệm năm xưa nghe các bạn. Bim Bim, mày đứng xíu qua đây nè Bim Bim. Đó, chén ớt siêu cay của mình. Đây, Bim Bim mê mê không? Bim Bim.
sẽ chấm với ớt siêu cay ăn cùng tiểu dịch dịch nha các bạn. Thấy cũng thèm quá các bạn à. Hay là ăn trái dứa ta. Đầu tiên chấm 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 chấm. Mời các bạn ăn trái xài chấm ớt siêu cay nha. Đó. Được không ta? Một khoai ăn xài khá là cồng kềnh. Ui mỏi tay ngon ngon các bạn ơi, mình ăn trên cây luôn á. Muối nhiễu hay gì vậy? Muối hay nước đi trời. Rồi các bạn, muối hay nước nhiễu à. Rất là giòn nè, xì non các bạn. Mình phải cầm thật là khéo ra nó gãy. Bim bim mẹ ăn không? Bim bim ăn xì non đi bim bim. Bim 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 ăn xì non đi bim bim. Nè. Ăn xì non đi bim bim. Trời ơi, chua lè chua lét rồi. Nè bim bim. Chị ta bị chua rồi các bạn ơi. Ăn thử miếng nữa. Bim bim. Thôi nó nhiều chuyện các bạn ơi. Thôi mình sẽ quốc tiếp nha. Ôi nó cao quá, mình phải kéo xuống. Chấm 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 bim bim. Ăn cái này thì hơi khó thiếu nha bạn. Ê, cay bim bim à. Để đại ca ăn. Ăn như vậy thì nó mới tươi và ngọt. Giòn thấu rồi các bạn ơi. Nước ớt thì cay cay mặn mặn. Giòn lắm luôn á. Chua nha. Các bạn thông cảm nha. Mình ăn này là mình phải chép. Chua nhất lắm. Cái này còn trái nữa nè. Còn trái nè bim. Ăn vậy anh thì siêu tươi siêu ngon. Bim bim ăn thầy non đi bim bim. Ăn thầy non đi bim bim. Ăn thầy non đi bim bim. Ăn xài chua lét đi bim bim. Bim bim. Rồi chú lè chú lét rồi. Ăn hết nổi rồi đó các bạn. Tới mình nha. Chấm chấm. Có một tay à. Đây nè. Dính muối à. Ngon. Cái xài nè các bạn, mà mình chấm mắm đường cũng ngon nữa nha. Đây còn hai trái nữa. Quốc sắp hết trái này rồi. Công nhận xài nó giòn. Ây da, khá là mỏi tay. Ăn trên cây à. Mình kéo xuống à. Nó mà lớn cuốn ra mũ không à các bạn. Mời các bạn ăn nha bim bim. Hơi cay á, sợ đụng cái răng bị đau các bạn ơi. Một pha ăn xài khá là cồng kềnh. Giờ mình quyết định mình bẻ nó luôn. Đây, ăn vậy cho hết cồng kềnh các bạn. Sợ mũ quá các bạn ơi. Sợ mũ nó nhiễu quá. Cái hộp của nó. Ở đây có mình có chuẩn bị thêm hũ muối nữa nè. Chấm nhiều quá nó mặn.
ngon quá. Sáng mình chưa ăn gì hết trơn các bạn. Ăn là tốt cho đường ruột. Bim không? Ăn các bạn ơi, lâu lâu ăn miếng vậy tại chua quá mà. Nó phái ăn xà chua lắm. Đồ ngọt chứ nó không mê bằng đồ chua đâu. Đồ chua, đồ béo nó phải phái lắm các bạn. Trời ăn coi miệng chép coi kìa. Đi. Cay. Có hủ muối thần thánh. Muối này chấm ớt cũng chấm muối cũng ngon bạn. Ủa, muối này chấm muối. Cái gì đó sai sai á. Lộn ngon. Rồi các bạn. Cái muối này ngon hơn các bạn. Hơn nhiều. Chua. Không cay. Ôi. Muối này nó cay hơn. Muối mình đâm nữa các bạn. Dễ bim. Đây. Còn cháy. Ăn bim. Mời các bạn cháy nha. Bỏ cái đít đi. Rồi da mũ nè. Cái này mũ quá các bạn ơi. Cái này hơi mũ nha. Vũ vậy nè, cho nó hết mũ. Mũ tôm ra. Cái mũ xài chứ nó đập không. Chấm nhiều mũ quá, nó dính cái răng. Nó cay. Trời ơi, không dính. Đây. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Mà cay lắm các bạn ơi. Nhìn thì thấy thèm thiệt đó. Mà cay lắm. Mà cái răng mình đang cay, đang đau nữa. Không dám. Chứ mà răng mình không có đau là giờ mình quất rồi đó. Cay muốn bùng đổ tay. Muốn ăn, muốn ớt. Cay lắm. Cay lắm đi mà. Nó sạc các bạn. Trời ơi. Cay nó sạc. Đỏ mắt hơn, đỏ mặt. Ăn cái này nè, khi mà cay các bạn được uống nước nha. Uống nước vô ăn nó càng cay hơn. Ngộ vậy á. Quá là mũ rồi các bạn ơi. Tao cay bim bim ơi. Ăn hả? Nó có cái vỏ nó mang các bạn. Có con bim nó trợ giúp nó ăn phụ mình các bạn. Trời ơi. Cay mà không thấy đường đi luôn. Cay mà lùn bụng lố tay. Cay quá các bạn ơi, chắc mình bỏ cuộc quá. Tại vì á, cái răng mình nó đang mọc lên á, nó bị hở cái dân răng đó. Ăn cay nó nhét vô, rất là nhức luôn. Ủa phía xa gà đó đang thái nhau kìa. Sáng ngày thì hai chị em mình cũng quất. Này, giờ chắc mình vô nhà để mình
bếp trong tô cơm mình ăn quá các bạn. Cay rồi cái mắt mình không biết dưới dính mũ không không, mà nó hơi gíp gíp cái mờ mờ các bạn ơi. Thôi chắc mình sẽ vô nhà mình rửa mặt đêm cay đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video ăn chua lè chua lét của hai chị em mình nha. Nếu quý hai chị em mình nhớ để lại một nút đăng ký kênh để cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng thật nhiều nha các bạn. Và bây giờ bye bye. Cái quý Bim ơi, mời Bim Bim về. Khỏi Bim Bim. Bim Bim Bim.